luôn luôn là vấn đề hết sức quan trọng và mỗi người chúng ta để có một sức khỏe tốt thì chúng ta cũng phải có những hiểu biết nhất định về cơ thể mình để chuẩn bị nếu như mà có gì thay đổi đặc biệt. Và hiện tại thì chúng tôi thấy là tình trạng những căn bệnh về cuộc sống hiện nay cũng đang được khá nhiều người quan tâm. Cuộc sống là trụ cột của cơ thể, khi mà cuộc sống khỏe thì rõ ràng là tuổi trẻ của chúng ta sẽ dài hơn nhiều và thực tế cho thấy là hiện nay các căn bệnh như là thoái hóa cột sống đang gia tăng ở đối tượng trên 30 tuổi và bắt đầu từ các dấu hiệu như là đau nhức hay là mỏi bả vai rồi mỏi cổ và mỏi sống lưng nữa và đơn cử như là những nhân viên văn phòng của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với màn hình vi tính từ 8 giờ trở lên và đôi khi màn hình vi tính tầm nhìn sẽ cao hơn hoặc là thấp hơn so với tầm nhìn bình thường của chúng ta sẽ khiến có hại cho đốt sống cổ. Và đối với những người khuân vác nặng trong một thời gian dài hoặc là ngồi nhiều như là nghề may vá, buôn bán hàng quán vân vân thì cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống các chuyên gia cho chúng ta biết rằng là cái việc mà cái mật độ thoái hóa xương thì nó cao gấp 5 lần cái khả năng tái tạo xương Nó là một cái, cái 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 cái, cái một cái điều rất rất đáng báo động vì vậy nếu không ngăn ngừa kịp thời thì, thì cái đó nó sẽ dẫn đến những cái cơn đau nhức dữ dội tại các đoạn công sinh lý của cột sống như là cổ gáy giữa lưng và vùng thắt lưng như thế thì khi chúng ta đau như thế thì sức làm việc chúng ta chắc chắn sẽ bị giảm sút rồi các hoạt động đi lại không người nhặt những cái đồ vật thì càng ngày càng khó khăn hơn những bệnh về cuộc sống thì chúng tôi cũng đã nhắc ở trong nhiều chương trình vào ngày mới và hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đề cập đến một nguyên nhân có thể xem là cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng gây nên những cái bệnh ở cuộc sống đó là do tác động của bàn chân đặc biệt là bệnh bàn chân bẹt do các dây chằng quá mềm dẻo các khớp tạo nên đỉnh vòm bàn chân lỏng lẻo làm mất độ cong bình thường hai bàn chân có khuynh hướng nghiêng ra ngoài và hai đầu gối bị trẹo trong chụp vào nhau và chịu lực rất kém nên khiến bệnh nhân đi không vững và dễ té. Đối với trẻ nhỏ thì khi bị mắc chứng bệnh bàn chân bẹt, trẻ em sẽ chậm biết đi, dáng đi lạch bạch và sẽ đau đầu gối khi lớn lên. Ở người lớn, bệnh bàn chân bẹt gây ra chứng vẹo cuộc sống và đau đầu gối khi đó xương sống ngày càng bị cong thêm và đầu gối ngày càng bị lệch, gây ra các bệnh khác như là thoát vị đĩa đệm, đau lưng, hình thành cắt gai và nhiều vấn đề liên quan đến bàn chân. Còn bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến một cái địa chỉ mà có cái cách trị liệu rất là là đặc biệt à, tại phòng khám trị liệu cột sống Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Wade Brackenbury đã dùng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống mang lại một hiệu quả rất cao. Ông không dùng thuốc hay phẫu thuật mà lại sử dụng chính đôi tay của mình để nắn bóp khéo léo trên khung xương của cơ thể và làm giảm các áp lực lên các dây thần kinh. Các thao tác điều chỉnh nắn các khớp kéo gối đã đem lại hiệu quả trong việc chữa trị lâu dài. Phương pháp chỉnh sửa vị trí bàn chân được thực hiện đơn giản bằng cách mang một tấm đệm trong giày để nâng vòng bàn chân trở lại vị trí cong bình thường. Qua đó giúp giảm áp lực cho đầu gối, giúp cho bệnh nhân đỡ bị đau và khớp gối không bị thoái hóa và để biết thêm chi tiết về phương pháp chữa trị này thì quý vị có thể liên hệ với phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cuộc sống Hoa Kỳ ACC tại Việt Nam số 8 Trương Định phường 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh hoặc là liên hệ với số điện thoại 08 3930 -6667. quý vị cũng có thể à, liên hệ qua email acca@vietnamkiropractic.com hoặc là tham khảo thêm thông tin tại website www vietnamchiropractic com